nào? Em ơi, ví dụ mà cháu có sự cố gì á, em có thể giúp cho chị được không? Em Tiêu Mạnh Quân chung tay giúp chị giờ. Cái cháu chết, cho chị cũng có tiền đó, thiệt á. Cái gì em Tú, giờ chết em có tiền để chôn nữa. Giờ chị Trần thì cháu, ví dụ không có qua khỏi á, thì chị xin là cháu nói gì nào cháu chết rồi thì thiêu cháu, mà không có tiền mua là sao thiêu. Chị buôn bán ngày kêu lời được, nhiều khi có cạo gió có tiền 100.000 hay 200.000 ở bữa hôm tối mà.